Làm ba mẹ, rất ít lần trong đời ta cảm nhận được đông đầy ý nghĩa của tình phụ mẫu, biết che chở, bảo vệ và yêu thương một người vô điều kiện. Lưu giữ lại thời khắc thiêng liêng nhất như cái cách ba mẹ trân trọng thiên chức đặc quyền của mình. Sẽ không thể quên được khoảnh khắc đón vào lòng hình hài bé nhỏ sau 9 tháng 10 ngày trong mông. Lần đầu gặp con bằng da, bằng thịt. Tất cả lần đầu ấy cho ba mẹ biết rằng hành trình cùng con đã thực sự bắt đầu.